Rồi, trước mặt mình là Thảo cầm viên Sài Gòn nha mọi người. Rồi mình quẹo phải là để vô bãi giữ xe ô tô nha. Rồi mình theo chiếc xe màu vàng đó. Tại bãi giữ xe này, cái đường vô bãi giữ xe nó là một chiều nha mọi người. Mọi người ra thì đi đường khác nha. Rồi, mình đã thấy cái hàng rào của Thảo cầm viên rồi. Chờ chút xíu nữa khoảng 50 mét lên tới như chiếc bãi chỗ ra đó nha mọi người. Vô đó, vô đây thì có bãi giữ xe rộng lắm. Trước vô thì cái cổng cũng rất là rộng nha. Rồi vô chắc gặp anh nhân viên bảo vệ anh kêu lại anh xét vé nha. Thì đoàn mình vừa mới vừa xuống xe nha mọi người. Đây là mấy em bé nhà mình đây, mấy em rất là thích thú từ sáng sớm 3 giờ rồi mấy em đã thức dậy và chuẩn bị lên xe đi từ Long Mỹ tỉnh Hậu Giang mà lên tới Sài Gòn. Tôi gục ngã. Thì ngồi xe khoảng từ 5 tới 6 tiếng nha. Mấy em bé ơi. Mấy em bé có vui không? Vui. Này mấy em bé đi đâu vậy ạ? Đi thích thú. Đi sở thú độc lạ bình dương. Sở thú độc lạ Bình Dương hả? Hay là bãi đậu xe? Bãi đậu xe của Thảo cầm viên Sài Gòn nha. Đi vô hỏi các bạn. Vô hỏi các bạn. Mấy em này nôn quá. Đã tài xế đã. Quẹo bên đây là chuồng bò sát và công hồng là bên đây là ủa gì vậy, là cọp sư tử giá nhân và được ưa nha. Giờ mình đi coi cọp sư tử đi, hướng này đây là các bạn đi, hướng này nè các bạn ơi. Đây cọp sư tử, quay qua đây. Bên đây là chuồng lười ưa nha em, con lười ơi. Hai đứa này xí xọn quá mọi người. Bường phi lê. Đây là chuồng lười ưa nha em. Hello bạn đó phải không? Người hello bạn kia bạn đó nha. Kìa nó ngồi đó nè. Kìa, trong kia còn con nữa kìa. Ở trong nó con nữa, nó ở giữa cửa. Còn con ở đây nè. Nó mấy cái này, con gì rồi. Đây là nguyên cái lồng nè. Con gì kìa. Đây là nguyên. Wow, ở ngoài kìa. Ở ngoài nhóc luôn kìa. Thấy ngoài kìa. Nửa ngoài nè, mọi người. Lá cây nha, thấy ăn lá cây là dọc bạc nha. Ở trong này là nhím nha mọi người, nhím này, nhím là cái lồng nhím. Còn ở trên là dọc. Ăn đậu chứ đỡ đậu cái gì á. Nhím ra. Rồi chào các bạn đi. Các bạn đi nào. Chào các bạn. Mama mình đi chỗ. Chào các bạn.
con cho con thú gì con giới thiệu cho các bạn nghe đây. Con thú gì? Là con voi. Con voi. Nữ du lịch nha mọi người. Hái con khỉ, trời hái con nu nu. Con gì? Con nu nu. Con nu nu à. Rồi con nhím nữa. Hái con gì? Rồi hái con voi. Chưa đi hết vòng xong mà biết rằng những mấy con giờ có đây. Chưa đi hết vòng sao mà biết con giờ có đây hả? Dạ. Rồi. Cho con xuống. Nay chưa đi hết vòng sao biết mấy con vật ở đây. Cho xuống. Cho thấy nó xuống rồi. Rồi chú voi nha. Voi này, đây trong trường có hai chú voi. Voi trong đang ăn cỏ. Đây là mình tiếp tục voi châu Á. Có thể nặng đến 4 tấn. Chỉ có voi được có ngày nặng 10 đến 15 20 tấn ký nha. Tiếp tục mình đi tiếp tục. Rồi. Tiếp tục qua chú hùng cao cổ. Đây biểu ơi. Kìa hùng cao cổ bên kia kìa. Ôi, ra đây biểu ơi. Con gì vậy bố? Con gì vậy Quỳnh? Hồ cao cổ. Giới thiệu cho mọi người đi, con gì? Hồ cao cổ. Con, giới thiệu coi, con gì? Dạ. Chỉ vô đây nè, chỉ vô đây. Con gì? Hồ cao cổ. Hồ cao cổ hả? Em bo đường, mua đường chơi kìa. Mua gì? Mua cây kiếm. Hả? Dạ. 5 mét. Hồ cao cổ à? Vác cào. Đây uống sữa hươu cao cổ là nó cao như vậy đó bà. Thì trong vườn hươu cao cổ mình đi chút xíu đây là mình tới cái khu vực trò chơi nha. Khu vực trò chơi có cái vòng xoay này mọi người. Có xoay rất là chậm. Tiếp tiếp là chuồng cá sấu. Cá sấu mà đi thẳng đường này. Rồi qua đây là chim lớn gái cá nha. Đây là cũng có chơi những trò chơi thiếu nhi cho các em nhỏ luôn. Rồi mình đi qua đây cũng có đồ chơi luôn. Này. Nha. Tiếp tục mình đi vô trong. Đây cũng có trò chơi bên đây. Bên đây thì cũng có trò chơi nha. Đây là trò chơi thiếu nhi. Đây thì cái vùng lắc hay gì mình xây mình ngồi này đây là thô cái trò này mới ghê nè. Trò này là sợ độ cao là không thể nào chơi được, cao lắm. Nhưng mà ai thích trò chơi mạo hiểm này có thể lên nha mọi người, nhưng đối với mình thì mình không dám. Mình rất là sợ độ cao. Qua đây thì mình gặp cái chao chảo hả? À, cái chao chảo. Bây thì không có giường gì đây. À, giường cọp. Giường ông cọp. Ồ, đó kìa. Ông cọp kìa. Chào. Hello bạn Hiền. Sáng sao nhìn được rất là hiền nha mọi người. Người gần gũi con người biết nhìn được rất là hiền. Trong đó ăn con. Hình như là con được con cái hay sao? Được kìa. Đó con hổ đó. Thấy hổ không? Lại. Lại cái này. Cái thôi. Con xác nó giống con. Rồi cho bác đẻ con này nè. Con cỏ của con. Đây là coi những chụp được cái từ
rồi tiếp tục mình đi tới đây. Đây là những cái gì ta? Cáo phải không? Mới quay đây cái bảng là chỉ dạng là con gì? Hai bà con nằm phơi nắng nhóc luôn mọi người. Quay hai bà con. Cáo tiết. Đây là cáo tiết, trọng lượng từ 2,9 đến 3,5 kg, chiều dài cơ thể là từ 46 cm, mấy cái bộ lông dài màu nâu. Sinh thái thích nghi tới môi trường lạnh. Nhóc luôn. Tiếp tục qua đây là cái gì? Dạ, bên nó nói con báo thì trang ông nội kìa. Đâu? Nó nằm cái mặt ra. Nó giống như ông nội đúng không cha? Đâu? Kìa kìa, sao mình quay bằng chứng xác thực nè, bây giờ mình chết cha. Về cho ông nội mình coi. Nói rồi, má giống giống gì? Ấm như ông nội. Sao mà giống như ông nội? Lọ nha mọi người, không phải là báo nha. Đây là sư tử trắng nha. Sư tử trắng này như là cái bia sư tử vậy. Đi đâu vậy? Cái gì? Người lớn tôi đi, sao chị thấy em đi từ trước được? Ta bắt nó chết. Chẳng nha. Trời ta ơi, chết đấy quá. Không, nó là con sư. Có là con sư tử cái. Sư tử cái là nó không có lông xù. Con nữa hả? Con được đâu? Được ngủ hay gì vậy? Con chưa đó, không có sư tử cái đó, cái đang có lông xù. Vậy coi gì, coi viên sinh ba rồi. Đi vô đây này cha. Ừ, đi vô đây, đi vô qua đây là đây. Con hướng dẫn mọi người đi, đi đâu, cái nào qua đâu? Bên đây. Đây là đi đâu? Đừng cho thú ăn nha. Đó. Đây là con giải nhân nha, giải nhân. Trời ơi á, nó là lớn đó. Đây, giải nhân trời ơi. Đâu? Đó con gì á? Trốn cái gì vậy? Nhưng chị sao còn cá vậy ta? Không trốn cái gì rồi, giả nhân đâu, mất tiêu rồi. Em leo ngoài được, con này leo ra ngoài được, leo được chân rồi. Leo cây ra ngoài nha. Không thấy con, không thấy. Không còn đi. Con chuột kìa. Để chạm, để chạm. Con chuột kìa. Quay rồi. Bên đó là cái cá. Có một gấu ngựa. Nó đi qua nó gạt thì cái ô nó đẹp quá. Đẹp quá. Thank you.
tắm cho cái này tắm nha. Mũi hình nha. Tắm mình nó làm gì vậy? Má sao má? Tắm gì kỳ vậy? Không biết tắm hay là gì đâu, mà tiếp tục qua đây. Qua đây mình sẽ lên đây. Lên đây làm cái con gì trên đây đây? Gái cá hay chắc gái cá quá. Ôi ơi, con gì vậy ta? Coi đây, coi đó, coi con gì vậy? Như bắt gợt à mọi người ơi. Con ngựa nó là đẹp, nó nằm đó, nó lại gào xung quanh hết trơn rồi. Gào hết trơn rồi không thấy được. Gào chung em gì cứu chút đâu, khó đâu chung. Rồi gấu mình sẽ qua bên trùng cọp. Đây có hai loài động vật quý hiếm đang tiến vào khu bảo tồn. Đây là hai con hổ báo. Chào mừng trời cái thằng. Đây trùng cọp nha mọi người. Đây qua tiếp tục trùng cọp. Thấy tất cả những loài động vật quý hiếm được bảo tồn nha. Con này gì đi biển à? Cọp đông dương. Đây cọp đông dương. Đây sơ qua sẽ mình ghé thăm cái này gọi gì ta, con gì mình thấy ở trong đó đó, con để ươi hay con gì đó nó không có để. Qua đây thì à đây này leo rồi, leo này mình thấy không, này leo lên rất là cao. Nè, lại tới. Ê! Biếu! Này! Này, nhanh ghê. Qua đây thì lên đây cũng ở đây nè. Giá nhân nha mọi người. Giá nhân. Dòng bên đây dòng bên đây là gấu Noel. Thấy nó chảy nước miếng luôn. Đi coi 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 không cho ăn đâu anh. Thấy bên đây ăn nè. Đây không cho ăn, cho ăn mà giục có được chừng à. Không cho ăn. Kìa. 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 Là nó chỉ á. Ê, nó chỉ nhét vào mình không cho nó. Khôn quá à. Nó chỉ coi nhét vào nó đó hả? Ủa, kìa. Mình đưa nguyên cái bạch nó xé. Không, không xé ra, đưa cho nó từng miếng thôi. Đừng có dục cho chứ đừng đâu đưa nó cắn à. Tao cho ăn đâu, kể đi. Như mẫu múa tại bảo tồn viên nha.
đâu ra đây xíu con gặp toilet giữa thằng đi thằng cầm viên bị chim mỉa nghe là mèo quá chứ nghe là bị chim mỉa hay chim nghe chào gấu nè chào gấu nè chú gấu nè chú gấu ơi gia bo nè đồng hương nè cái chim thôi mà cái chim thôi đúng không bò ra vậy này chào chào chú chào chú như này bị đói nhưng mà giống đói á này bé này nhìn nè quay đi quay đi đang quay tới tóc rồi chị Tiêu đó chúng ta có hàng nói vậy lo chạy vô luôn ba đứa là nữa con này giống con hàng đó đi ra cái bé là con người á cho con một cái đầu giống cái mặt lên mới thấy chứ nè con nó làm gớt này rồi bỏ đi con gớt thì bỏ đừng đừng đi đứa nó đừng vô đấy út đút nha quỳnh thành lanh nó không dám đút mà nó vậy đó đừng có tay vô thôi đó nó đã không có cắn cái này nó đang quen rồi rồi hồi nãy nó ăn hết rồi giờ không sao con đâu đi thằng ăn không đi xin chân 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 cái miệng nhỏ chết nữa rồi mẹ em có chụp được cái cho quá tốt rồi, quá tốt. Hãy gỡ nó đi, con gỡ nó đi. Nó đâu có sao đâu. Trời ơi, dám cho gỡ, thấy gì vậy? Nước ma. Con gỡ nó đi, con gỡ nó đi. Có người đó. Con gỡ này. Nó có mở nó kìa, mở nó kìa. Nó hiện rồi mẹ ơi. Nó hiện rồi. Mẹ vô cái mở nó không làm chân á. Nãy giờ ai đang giữ được. Rồi đi. Nhấp mày nè. Mày vô nó lại. Nhấp mày nó thôi. Nhấp mày nó dám. Nó cho nó mẹ thì nó cắn tay cha nó không cha nó đồng hương mà cha nó đồng hương cũng phải nhờ cây gặp cho mặt con mẹ nhìn mẹ nè cuộc đấu cho nó đi bà lắc rồi tan tỏ mà nó giỡn lắm đâu rồi. Nó đi ha. Nó theo mà tới đó. Sao mà bà đi tới đâu là con này bỏ đi là con kia. Con này lú không được nãy con đằng kia lú mà chưa già nha nữa. Nó bật đồ bật. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cứt heo, băng cứt chiên. Mẹ. Cứt chiên. Mẹ. Rồi đi em nữa, chụp hình coi. Quá. Nè, mấy người ơi, rồi ăn ta đi kem ăn gì cho ta kem ăn vậy kém giả mang lắm luôn mới kỳ vậy đó nó tính trời nó tính chữ rồi không có ra được 800 tấm đứng đi chụp con không vợ tôi lập vô lúc đây nè sao đi hỏi là đâu rồi bánh mì kem đó không vậy cũng được rồi bánh mì kem cũng chừng lắm nữa. Vô bơi lội không ba? Nó không nước rồi kìa. Hai cái đó rồi ta. Ai biết? Rồi, con thấy là con này chưa? Để giới thiệu cho các bạn đây là con gì nè. Con giống cá. Nhìn nghe nhìn nha. Chào các bạn. Chào các bạn. Đây hai con nữa là con gì? Nào giới thiệu cho các bạn là con này. Con này là con đuôi cá. Con đuôi cá. Giống cá. Hai cái con nó làm cái gì vậy? Không lắm kêu anh. Tôi đây là chỉ rõ phân phân cổ đây đi vô. Còn đây là cong ngắn nha. Cong ngắn là nhìn cái giống con ăn cắn. Con gì? Ừ, đi chứ cô ạ. Con cong ấu. Cái con chảnh kìa, ai nói con dưới đâu. Đi múa đi. Con công biết múa, con chúa biết bài. Mày ngủa. Người đi không ra đi con cũng lao. Bo nhắm lục. Mày bon ạ. Đây là con khủng long.